Liên Hợp Quốc phản đối trừng phạt tập thể người Palestine, Israel nêu mục tiêu ở Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố Israel không thể coi vụ đột kích đẫm máu của nhóm Hamas vào nước này ngày 7 tháng 10 là cái cớ để trừng phạt tập thể người dân Palestine. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 12 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, ngay từ đầu ông đã lên án phong trào Hồi giáo Hamas vì các cuộc tấn công khủng bố, tàn sát phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, đối với tôi, có một nguyên tắc cơ bản, Hamas không phải là người dân Palestine. Vì vậy, không thể lấy những điều khủng khiếp mà Hamas đã làm là lý do để trừng phạt tập thể người dân Palestine, ông Guterres nói. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng mô tả cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ở giải Gaza vì giao tranh giữa Israel-Hamas. Ông tiết lộ đã yêu cầu Iran gây áp lực buộc Hamas phóng thích các con tin, đồng thời cảnh báo nhóm vũ trang Hezbollah không kéo Liban vào cuộc xung đột này. Trong một cuộc phỏng vấn riêng rẽ cùng ngày với CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái nhắc lại việc nước này không đồng ý ngừng bắn trên toàn bộ giải Gaza cho đến khi tất cả con tin Do Thái đang bị giam giữ tại đây được trả tự do. Trước câu hỏi liệu Tel Aviv có cân nhắc thực hiện các đợt dừng bắn lâu hơn để cho phép sơ tán thêm dân thường khỏi các điểm nóng giao tranh ở Gaza hay không, ông Netanyahu đáp, điều đó chỉ có lợi cho Hamas và về cơ bản nó làm tiêu tan cuộc chiến chống lại nhóm. Thủ tướng Israel cũng nêu các mục tiêu chính của nước này trong chiến dịch quân sự ở Gaza. Một là loại bỏ Hamas để nhóm không thể tái tấn công Israel như vụ đột kích ngày 7 tháng 10 được nữa. Hai là thiết lập vùng bao trùm quân sự của Israel để đảm bảo chủ nghĩa khủng bố không tái diễn ở Gaza sau xung đột. Ba là đảm bảo bất kỳ chính quyền dân sự nào nắm quyền kiểm soát Gaza trong tương lai sẽ đồng ý phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa vùng đất này. Ông Netanyahu cũng cáo buộc chính quyền Palestine, vốn từng kiểm soát Gaza và hiện cắm chốt ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng, đã thất bại trên cả hai mặt. Ông Netanyahu ám chỉ không ủng hộ chính quyền Palestine tham gia quản lý Gaza sau xung đột.